dù gặp những thử thách gian truân, để chúng ta thực sự hướng tâm về quê trời. Trong thời lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện một gia đình xin cho linh hồn Giuse và gia đình được bình an, một gia đình xin cho các linh hồn Anton và Maria, một gia đình xin cho linh hồn Giuse, hai linh hồn Maria và Anna, linh hồn Phêrô, linh hồn Thai Nhi và ông bà tổ tiên, một gia đình xin cho linh hồn Maria và linh hồn tổ tiên nội ngoại. Chúng ta cùng hợp ý với các gia đình cầu nguyện theo như ý đã xin. Chúng ta cùng thành tâm ăn năn thống hối mọi lỗi lầm, xin Chúa tha thứ để xứng đáng tự hành bầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói việc làm và những việc thiếu sót lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn lời đồng trinh và tiên thần chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con của Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Khởi đầu sách Công Vụ Tông Đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy, kể cả từ đầu cho tới ngày người được dựng lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thầy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại và chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bây giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã bàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ni và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mặt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được dựng lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa.
là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc phải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hiệu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy nhiều lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi ước vì có thể có được. Nhưng trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai, Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể của Đức Kitô, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Tuy nhiên ngày hôm nay thì
chỉ còn có một số giáo phận giữ được ngày lễ này vào ngày thứ năm sau tuần 6 phục sinh, còn hầu hết các giáo phận sẽ chuyển vào Chủ nhật, được gọi là Chủ nhật Chúa Thăng Thiên, tức là tuần 7 phục sinh tới đây chúng ta sẽ cử hành. Tôi biết thì có lẽ chỉ còn giáo phận Hà Nội, Hải Phòng và một số giáo phận rất ít còn tất cả đã chuyển sang Chủ nhật. Lý do là bởi vì ngày lễ vào ngày thường, tất cả chúng ta phải đi làm, không đi dự lễ được. Tuy nhiên ngày lễ hôm nay cũng là một dịp thuận tiện để nhắc nhở con người và cũng là thức tỉnh chúng ta đang mải mê thế sự, mải mê đi tìm kiếm của ăn vật chất trên cõi đời này. Tôi mới đây có xem một cái clip của một người có thể gọi là cũng tương đối thành công ở nước Mỹ, và ông chia sẻ những cái cảm nghiệm của mình về con người, về các góc cạnh. Thì ông nói rằng người Việt chúng ta đi sang Mỹ lao vào con đường kiếm tiền rất là vất vả, làm ngày làm đêm để có tiền, nhưng mà cuộc sống không có chiều sâu cho nên cũng không có hạnh phúc. Và ông nói một cái ý tưởng này tôi rất thích, đây cũng là ý tưởng tôi rất muốn chia sẻ cho cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngày hôm nay có rất nhiều những trung tâm mở ra để dạy nghề, dạy làm giàu nữa. Rất nhiều những người tham gia vào cái chương trình đào tạo để hóa giàu, để làm giàu. Nhưng mà như tác giả đó nhận định thì chúng ta đã quên đi tập trú vào một điều, đó là học làm người, thưa anh chị. Học làm người. Trước khi học làm giàu phải học làm người đã, phải có cái gốc đã. Còn nếu không thì dù có bao nhiêu tiền của, giàu có địa vị cũng vẫn không có hạnh phúc, thưa anh chị. Cho nên ngày hôm nay, ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, nhắc nhở cho chúng ta phải cân bằng cuộc sống. Đức Giêsu nói trong Tin Mừng: Tiên vàng, các con hãy đi tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những sự khác người sẽ thêm cho. Thưa anh chị, chúng ta nhiều khi mải mê lo toan cuộc sống kiếm tiền, rồi chúng ta tưởng như cuộc sống trần thế này nó ở ngay mặt đất này, cho nên chúng ta lãng quên cái thực tại nước trời. Người ta nói con người đầu đội trời, chân đạp đất, cho nên phải sống có sự cân bằng. Làm sao? Phải luôn luôn nhớ đến trời cao ngay khi sống ở trên mặt đất này. Tối ngày hôm qua, nếu mà anh chị em theo dõi cái trận chung kết bóng đá nam SEA Games thì sẽ thấy một cái cuộc chiến rất là nảy lửa. Và trước đó rồi tôi có xem qua cái trận đấu Indonesia với Việt Nam. Cứ mỗi khi cầu thủ của đội bạn ghi bàn thì cả ban huấn luyện họ đều quỳ xuống, phủ phục xuống mặt đất. Để làm gì anh chị em biết không? Để họ tạ ơn trời cao. Tạ ơn trời cao. Hầu hết những người Indo đều theo Hồi giáo, cho nên họ cũng có một đời sống tâm linh cầu nguyện rất sâu sắc. Và trong trận chung kết cũng vậy, cứ mỗi khi họ ghi bàn họ lại phủ phục xuống dưới đất. Chúng ta thấy cái hình ảnh này ở nơi các đức giám mục khi mà đi đến các giáo phận nhận giáo phận. Đức cha Kiều Công Tùng mới nhận giáo phận Phát Diệm và chúng
chúng ta thấy cái nghi lễ đó thì Ngài cũng phủ phục xuống dưới và hôn đất, cúi đầu xuống để tạ ơn trời đất. Thưa anh chị em, ngay khi chúng ta sống ở mặt đất này mà chúng ta hướng về cõi trời, chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất là khác, rất là khác. Ngày hôm nay anh chị em thấy con người chúng ta bị cái cuộc sống vật chất lôi kéo như tôi vừa trình bày, học làm giàu, rồi cái không gian mạng chúng ta đưa lên đấy đủ thứ chuyện, cãi nhau cũng đưa lên mạng, chửi nhau cũng đưa lên mạng, rồi tất cả làm cho con người cứ ngày một xa cách nhau, cắn xé nhau. Nếu chúng ta có một hướng về trời cao, tâm hồn chúng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thoát hơn rất nhiều. Anh chị em cũng sẽ cảm thấy tiền bạc chỉ như là phương tiện thôi, chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là mục đích. Đất đai anh chị em ở cũng không cần phải nhiều quá. Hôm trước tôi thấy có một gia đình đến gặp tôi, cũng nói nhà con có mấy sào. Con bảo nhà thờ mà cần thì nhà mình cứ dâng cho nhà thờ một sào đi, còn hai sào nữa ở đâu hết đâu, không quan trọng. Nhưng mà nhiều nhà thì anh chị em thấy anh chị em ruột chia nhau vài phân vàng ép, xong rồi cãi nhau, mất lòng nhau, không nhìn mặt nhau. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay Đức Giêsu về trời, đó là niềm tin của chúng ta. Và định mệnh con người chúng ta là ở cõi trời, chứ không phải ở cái mặt đất này đâu. Chúng ta hãy hướng vọng về trời. Đức Giêsu truyền cho các môn đệ, hôm nay hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Con đường về trời là con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua. Đó là con đường của tình yêu, tình yêu thương, tha thứ cho cả kẻ thù của mình. Hôm nay, chiều hôm nay tôi có xem lại cái video clip về Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã bị một sát thủ của nhóm Hồi giáo cực đoan là Ali Akka bắn một viên đạn, hai viên đạn vào người. Nhưng mà rất may viên đạn đó đã đi theo một quỹ đạo nào đó mà nó lệch với động mạch chủ. Còn nếu rơi vào đúng động mạch chủ thì Ngài sẽ chết ngay tại chỗ. 4 ngày sau khi hồi phục, Ngài đã nói lời tha thứ cho Ali Akka và Ngài đã đến thăm rồi xin ân xá. Và cuối cùng thì Ali Akka đã xin được nhận quốc tịch từ Thổ Nhĩ Kỳ sang quốc tịch Ba Lan là quốc tịch của Đức Giáo Hoàng và xin trở thành một người công giáo. Tình yêu, sự tha thứ là con đường về trời thương trẻ. Bởi vì chỉ tình yêu mới biến đổi con người. Tình yêu đã hóa giải một tên khát máu trở thành một con người yêu thương, biết đậm nhịp đậm yêu thương. Năm 2014, Ali Akka đã đến viếng mộ của Đức Giáo Hoàng và đặt lên đó một bó hoa hồng trắng. Và anh còn muốn trở thành một linh mục công giáo để đi giảng đạo tình yêu thương. Hôm nay ở bên giáo sư phục lễ của giáo phận Thái Bình cũng có một đám tang rất đặc biệt của hai mẹ con một gia đình Thái Bình đi vào Việt Nam làm ăn rồi bị phóng hỏa đốt phòng trọ nhầm và chết oan. Và trong thánh lễ tôi thấy Đức Cha đang đi đặng văn cầu cũng mời gọi gia đình hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Đạo của chúng ta phải đi tới cái tận cùng đó, chứ không chỉ đơn thuần là yêu những người yêu mình, yêu như thế rất bình thường, mà chúng ta có khi còn chưa làm được thì uống hồ yêu kẻ thù thì sẽ ra sao. Hôm nay Chúa về trời, Chúa để lại cho chúng ta những di huấn, và cái cốt lõi của đạo chính là tình yêu thương. Tự mong anh chị em giáo họ chúng ta hãy hướng vọng về trời cao và hãy sống cho
trọn vẹn giáo huấn của Chúa. Đó là con đường đưa chúng ta về trời. Đó là con đường sẽ giải thoát chúng ta và cho chúng ta niềm hạnh phúc đích thực. Amen. Mời cùng lắng nghe tiên sư. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thể trong lòng Trí Tử Maria và đã làm người. Người chịu làm manh vào thần giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại, nhớ lời thánh kinh, người lên trời ngự bên yêu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Triết Thánh Điển Tôn Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha để mở đường cho người Kitô bước vào Thiên Quốc. Chúng ta hãy hoan hỷ tung hô người và dâng lời cầu xin. Đức Giêsu đã đến trần gian để quy tụ những con cái đang tản mát khắp nơi về một đàn chiên. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ Hội Thánh trong việc dâng nuôi và bảo vệ đàn chiên của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã chọn các Kitô hữu làm môn đệ và sai đi loan báo tin mừng cứu độ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các vị thừa sai luôn được bình an và thành công trong việc giới thiệu Chúa cho mọi người đang sống trên trái đất này. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hội Thánh muốn dành thiên niên kỷ thứ ba để đem tin mừng cho châu Á. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi tín hữu trên thế giới, khác riêng là ở châu Á, biết sẵn sàng dấn thân cho công cuộc ban báo tin mừng, để số người tin Chúa tại lục địa mênh mông này không ngừng gia tăng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời nói lung lay, gương lành bếp lôi kéo,
Khi đã gánh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức, tất cả chúng con đều là những người được sai đi. Xin cho chúng con luôn sống trọn vẹn ơn gọi thừa sai của mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng
thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc cùng vinh quang Chúa rằng: Cha cho chúng con
con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vâng đền bí ẩn và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Thầy Chúa Giêsu Kitô, chúng con nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Hằng ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho em.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô vì thủ lãnh của chúng con đang hiển trị, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lên trời bằng một tràng pháo tay. Thấy lễ Chúa lên trời có hai cái cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Chúa về trời mình buồn, nhưng mà Chúa lại hứa là cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, cho nên vẫn phải vui, vẫn luôn luôn vui mừng. Và tôi thấy anh chị em hát cứ như là đang ở trên trời vậy, chứ không phải là đứng hai. Xin là chúc mừng anh chị em. Chủ cũng nhắc nhở tôi, giáo họ chúng ta đang cần một cái kiệu cùng với đội bộ bát biểu. Kiệu thì rơi vào tầm hơn 30 triệu, còn bát biểu khoảng 20. Thì xin hai gia đình, ba gia đình gì đấy chúng ta nhận để dâng cho giáo họ. Đồng hai chúng ta tôi được biết là rất giàu, tiền không nên để làm gì cả, ta tiêu đi vào những cái mục đích tốt đẹp. Rồi chúng ta cũng chuẩn bị cho lễ quan thầy còn một tháng nữa, thì chúng ta sẽ sửa lại cái nhà bếp cũng như là cái máy để chúng ta ăn uống sinh hoạt cho nó thuận tiện. Thì cũng ước mong anh chị em sẽ ủng hộ ông chùm cũng như ban chùm để công việc sớm được hoàn thành. Chúng ta trước sau cũng về trời, cho nên cũng không nên giữ tiền nhiều quá ở mặt đất này. Nhiều người giữ kỹ quá rồi cuối cùng kỳ gom hai rồi là lại người khác để ta tiêu mất. Người ta nói là cái ngu lớn nhất của con người đó là làm ra tiền để thằng khác tiêu. Chúng ta phải biết tiêu tiền đi, đừng có giữ lại làm gì. Rồi tôi cũng nhắc lại một câu nói kinh điển của một ông. Khi tôi đi làm một vụ thì ông ấy luôn luôn bảo tôi là: thưa cha, trong mỗi dịp lễ trọng, xin cha nhắc cho giáo dân, nhất là các người con, phải nhớ đến bố mẹ ngày lễ trọng, phải đến miếu bố mẹ cái gì đó, cũng lâu lắm rồi bố với mẹ mốc mép rồi, không được cái gì của con, rất là đau khổ. Thì thôi tôi cũng nhắc như thế để anh chị em cũng nhớ đến những người sinh thành, những người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn làm người, cho mình cơ hội được có mặt trên mặt đất này. Thì hy vọng ngày mai lễ thì tôi hy vọng là anh chị em đồng hành với các con cái sẽ yêu bố mẹ ăn không hết, mai ra còn thừa ít đem cho cha xứ. Rồi còn tới đây thì chúng tôi khai giảng lớp hôn nhân, cho nên xin đồng hai chúng ta tâm hương tình đồng, có đôi nào thì chúng ta đăng ký để học dự lý. Còn cái gì nữa, còn cái cuối là anh chị em đã được lên trời chưa? Ở đây ai đã lên trời thì giơ tay xem. Lên trời chưa? Đấy, đấy, có mấy người bảo đây đi máy bay. Ở quê tôi có một ông, bây giờ ông mất rồi. Ông ấy cũng là vua hề ở Hải Hước. Thì ông cũng đã từng đi với tôi một chuyến. Thì ông ấy bảo gặp cha xứ, bảo: thưa cha, trông con như thế này thôi mà con lên trời cứ như vợn. Thế cha xứ giật mình, bảo ông làm cái gì ông lên trời rồi. Bảo cha dễ thật con, mà con nó cho con lên. Thế thì cha xứ hỏi: thế thật con nó làm gì mà nó lại cho ông lên trời, và nó cho con tiền mua vé máy bay. Thế là lên trời. Ở đây ai đã được lên máy bay rồi, lên máy bay lại lên ít thế à? Một số người chưa được lên thì tôi hy vọng là hè này chúng ta bay một chuyến vào Sài Gòn hay Nha Trang đi du lịch đi nhé. Mời một chặng các bạn lên chúc mừng. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành.
cho anh chị em.